Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa ban giám khảo cùng toàn thể hội thi. Đến với cuộc thi Tuổi Trẻ Hiệp Hòa Sắc Son Niềm Tin Với Đảng, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Vũ Thị Thơm, giáo viên trường tiểu học Xuân Cẩm. Lời đầu tiên, cho phép tôi xin được gửi lời chào tới quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể hội thi, lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc hội thi của chúng ta thành công rực rỡ. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý vị khách quý, kính thưa ban giám khảo cùng toàn thể hội thi. Hòa chung trong không khí chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và hướng tới kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vĩ đại tình yêu. Tôi thật vinh dự và tự hào khi được đại diện cho tuổi trẻ trường tiểu học Xuân Cẩm đến đây thuyết trình nội dung với câu hỏi số 2. Đó là một trong những âm mưu xuyên suốt của các thế lực thù địch trong chống phá cách mạng Việt Nam là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội nhân dân Việt Nam, kêu gọi thực hiện phi chính trị hóa quân đội, xây dựng quân đội trung lập, liên quân đội quốc gia. Là một đoàn viên trẻ, đồng chí có suy nghĩ như thế nào về vấn đề này? Hãy liên hệ bản thân. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý vị khách quý cùng toàn thể hội thi. Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng chính trị được ra đời vào ngày 3 tháng 2 năm 1930 do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. Đảng được ra đời là sự tiên phong cho giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Đảng được ra đời là một vị trí vô cùng quan trọng, là tất yếu của lịch sử cách mạng Việt Nam và tất yếu của dân tộc Việt Nam. Vì vậy, một trong những âm mưu xuyên suốt của các thế lực phản động trong chống phá cách mạng Việt Nam đó là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội nhân dân Việt Nam, kêu gọi thực hiện phi chính trị hóa quân đội, xây dựng quân đội trung lập, liên quân đội quốc gia là một trong những thủ đoạn của quá trình hình thành, phát triển, diễn biến hòa bình của chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa tư bản sử dụng để chống phá các thế lực thù địch, trong đó có nước ta. Có thể nói, diễn biến hòa bình bằng một cái tên rất đặc trưng là một cuộc chiến tranh không khói súng. Như vậy, diễn biến hòa bình là một cuộc chiến tranh, một cuộc đấu tranh của một hệ tư tưởng, của một thể chế chính trị. Mà đã là chiến tranh thì dù có khói súng hay không có khói súng thì cũng được sử dụng bằng sức mạnh cứng hay sức mạnh mềm, hoặc phối kết hợp của sức mạnh cứng và sức mạnh mềm. Như vậy, có thể nói, diễn biến hòa bình là sản phẩm của chủ nghĩa đế quốc khi mà họ đã vận dụng phù hợp với từng hoàn cảnh, từng thời điểm cụ thể của chiến tranh. Chúng ta thấy diễn biến hòa bình là sản phẩm của chủ nghĩa đế quốc. Họ luôn tìm cách vận dụng phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của từng thời điểm, từng giai đoạn nhằm giành thắng lợi quyết định cuộc chiến sống còn các quốc gia khác hệ tư tưởng đối địch. Không thể phủ nhận rằng, chủ nghĩa đế quốc đã đạt được những thành công nhất định trong việc sử dụng và phát triển chiến lược diễn biến hòa bình. Trong giai đoạn đầu, từ khoảng thập niên 20 đến thập niên 50 của thế kỷ trước, đến giai đoạn kế tiếp, từ thập niên 50 đến thập niên 90, cũng như hiện nay, thì diễn biến hòa bình được chủ nghĩa đế quốc đặc biệt coi trọng và nâng tầm thành chiến lược diễn biến hòa bình. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động luôn tìm mọi cách để phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quân đội nhân dân Việt Nam. Chúng luôn muốn xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, luôn muốn chuyển nước ta trở thành đất nước chủ nghĩa tư bản. Chúng lập luận rằng, xác sức tuyên truyền cho luận điệu chủ nghĩa Mác Lênin đã lỗi thời. Chủ nghĩa Mác Lênin là một lý thuyết suông của chủ nghĩa xã hội không tưởng, chủ nghĩa xã hội không hiện thực. Bên cạnh đó, chúng cũng đồng nhất sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu, ở Liên Xô với bản chất cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác Lênin. Từ đó, chúng cho rằng chủ nghĩa Mác Lênin không còn phù hợp với thế kỷ 21 nữa, không còn phù hợp với xã hội Việt Nam của ngày nay và chúng ta cần phải loại bỏ khỏi các chế độ chính trị của nước ta. Chúng cũng tầm thường hóa tư tưởng Hồ Chí Minh với mục đích rằng chúng phủ nhận vai trò của chủ nghĩa Mác Lênin, của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với vai trò lãnh đạo của Đảng ta. Không khó để nhận ra được tính phi lý của các luận điệu trên, bởi vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam là sự lựa chọn của lịch sử dân tộc. Đảng ra đời không chỉ chấm dứt cuộc khủng hoảng thiếu về lực lượng lãnh đạo mà còn trở thành hạt nhân đoàn kết, thống nhất. Thực tiễn cũng chứng minh rằng sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu, Liên Xô chỉ là sự sụp đổ của một mô hình cụ thể chứ không phải sự sụp đổ của chủ nghĩa Mác Lênin, cũng không phải sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội hiện thực. Bằng chứng là dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta đã thu được nhiều thành tựu to lớn. Bên cạnh việc phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội nhân dân Việt Nam thì chúng còn thực hiện phi chính trị hóa quân sự của ta với mục đích rằng
Chúng làm cho quân đội ta xa rời sự lãnh đạo của Đảng, phân rã về tư tưởng, lỏng lẻo về tổ chức, mơ hồ về đối tượng, đối tác. Bên cạnh đó thì chúng cũng lập luận rằng quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Vì thế, quân đội nhân dân Việt Nam chỉ cần phục vụ cho nhân dân mà không cần phải phục vụ cho Đảng, cho Tổ quốc. Nguy hiểm hơn rằng chúng cho rằng chúng đã xuyên tạc được những cái lý luận, lý lẽ và đăng tải được những cái thông tin đó trên mạng xã hội để nhằm kích bác, xuyên tạc, phản ứng đối với thái độ của ta. Cuối cùng, bản chất của việc này là nhằm chuyển hướng chính trị quân đội ta từ quân đội kiểu mới, quân đội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân sang quân đội của tư bản, phục vụ cho chủ nghĩa tư bản. Bởi vậy, để cao cảnh giác, chủ động nhận diện đấu tranh, làm thất bại những thủ đoạn, nhất là những thủ đoạn mới của chúng, vẫn là nhiệm vụ mang tính thời sự, cấp bách, cần có hệ thống giải pháp phòng, chống, đồng bộ, hiệu quả. Cũng trong một luận điểm rằng, chúng ta cần phải xây dựng quân đội trung lập. Rõ ràng, đây là một thủ đoạn nham hiểm, thâm độc của chúng dành cho chúng ta. Rõ ràng, luận điểm này là một luận điểm vô chính trị, phản khoa học và không đúng với xã hội hiện thực của ta. Nhưng thực tiễn cho thấy rằng, qua hàng nghìn năm lịch sử và qua lịch sử của quân đội, chúng ta cũng có thể khẳng định chúng ta không có quân đội trung lập. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa ban giám khảo cùng toàn thể hội thi. Đáng chú ý hơn là trong những năm gần đây thì lợi dụng việc nước ta mở cửa, hội nhập quốc tế, thực hiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, họ đã sử dụng những hình thức thủ đoạn hết sức tinh vi, thâm độc, nguy hiểm, hỏng gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ, tạo khủng hoảng niềm tin nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, nhằm thúc đẩy phi chính trị hóa lực lượng vũ trang, họ đã phối hợp hoạt động với các lực lượng phản động trong và ngoài nước để chống phá toàn diện, kể cả từ hệ thống pháp luật nhà nước. Điển hình là lợi dụng việc Đảng, Nhà nước, Quốc hội tổ chức lấy ý kiến nhân dân tham gia sửa đổi hiến pháp, cũng như hiện nay đang tổ chức thực thi hiến pháp mới. Các thế lực thù địch phản động đã ra sức chống phá dưới dạng tham gia góp ý, kiến nghị, trong đó trắng trợn đòi bỏ điều 4 của chương 1, đòi bỏ hiến định Đảng, lãnh đạo nhà nước và xã hội. Rằng chúng ta cần phải sửa chương 4 bảo vệ Tổ quốc với biện giải lố bịch như sau. Lực lượng vũ trang chỉ trung thành với Tổ quốc và nhân dân, theo đó chỉ có chức năng bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, chứ không có chức năng bảo vệ Đảng, nhà nước hay bất cứ tổ chức chính trị nào. Quân đội không chịu sự lãnh đạo của Đảng. Rõ ràng, đây là những luận điểm phản động hoàn toàn sai trái với cơ sở lý luận, thực tiễn. Thế nhưng, đáng quan ngại hơn là không phải ai cũng thấy trong đó có một số ít người do thiếu thông tin, kiến thức hạn chế, đã ngộ nhận, tạ tin, thậm chí bị thuyết phục bởi những luận điệu tuyên truyền động hại đó. Điều đó cho thấy, các thế lực thù địch không từ bất cứ một thủ đoạn nào hòng đạt được mưu đồ phi chính trị hóa quân đội. Và khi không thực hiện được, họ giở chiêu bài bôi nhọ hình ảnh, hạ thấp uy tín quân đội, cho nên chủ động đấu tranh làm thất bại chiến lược diễn biến hòa bình, nhất là thủ đoạn phi chính trị hóa quân đội của các thế lực thù địch, đồng thời gắn liền với đó là xây dựng quân đội nhân dân vững mạnh về chính trị là vấn đề đặc biệt quan trọng và cấp thiết hiện nay. Như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không phải là việc riêng của Đảng mà là việc chung, là trách nhiệm chung của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Hiểu được điều ấy, với là một đoàn viên trẻ, là một giáo viên trẻ của trường tiểu học Xuân Cẩm, tôi hiểu được trách nhiệm của bản thân mình đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Trước tiên, cũng là một công dân, tôi cần phải đặt lợi ích của xã hội lên trên đầu, cần phải chấp hành mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. Bên cạnh đó, cần hoàn thành tốt nhiệm vụ của bản thân, cần hoàn thành được mọi nhiệm vụ được giao của cơ quan, nhà nước và của xã hội hiện nay. Tiếp theo, đấy là tôi hiểu được rằng mình cần phải rèn luyện cho mình thói quen, kỹ năng nhận đánh giá sự việc, hiện tượng một cách toàn diện, tránh cái nhìn chủ quan, một phía, phiến diện để tạo điều kiện cho các thế lực thù địch. Bên cạnh đó thì mình cần phải tỉnh táo, cẩn trọng trong việc lựa chọn, tiếp nhận thông tin, đặc biệt là những thông tin của mạng xã hội. Trước khi đọc, chia sẻ hay bình luận một vấn đề nào đó thì cần phải xem xét thật kỹ để tránh tiếp tay những thông tin độc hại lan tràn trên mạng xã hội. Cuối cùng thì mình cũng cần phải đấu tranh, cần mạnh dạn trong việc tự phê bình và phê bình, đấu tranh phản bác cái xấu để hoàn thiện cá nhân bản thân mình hơn. Quan trọng hơn cả là bản thân tôi cũng cần phải rèn luyện, tu dưỡng đạo đức,
học tập, tìm hiểu kiến thức, đặc biệt là những kiến thức, kỹ năng về phản bác cái xấu, chống lại âm mưu thù địch của các thế lực phản động. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa ban giám khảo cùng toàn thể hội thi, là một trong những cán bộ đoàn, ngoài việc làm trên thì tôi cần phải tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên thanh niên, rèn luyện khả năng lý luận, lập luận trước những luận điệu xuyên tạc, thường xuyên trang bị, cập nhật kiến thức về lý luận chính trị cho lực lượng đảng viên trẻ, cán bộ đoàn thông qua việc học tập các nghị quyết của đảng, của đoàn, các bài học lý luận chính trị của đoàn, kỹ năng lập luận, phản bác thông tin sai trái cho đoàn viên, thanh thiếu nhi là vô cùng cần thiết. Nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh thiếu nhi tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước. Bởi khi có niềm tin tuyệt đối thì các luận điệu sai trái mới không dễ dàng bị tác động. Bên cạnh đó, cũng cần phát huy vai trò của đoàn là chỗ dựa vững chắc, tin cậy cho thanh niên, làm cho thanh niên luôn tin tưởng vào đoàn, ủng hộ các phong trào hành động cách mạng của đoàn. Qua đó, giáo dục nhận thức và làm chuyển biến hành động tích cực trong thanh thiếu nhi, phát huy vai trò câu lạc bộ lý luận trẻ của đoàn trong tham gia đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái, góp phần định hướng, tư tưởng thanh thiếu nhi. Như vậy, có thể thấy rằng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, đất nước ta đang không ngừng trên đà phát triển kịp với các nước khác trên hoàn cầu. Tuy nhiên, trong công cuộc phát triển ấy, chúng ta cũng gặp không ít những khó khăn, thách thức, cần phải để đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái. Tổ chức đoàn, mỗi đoàn viên và thanh thiếu nhi đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong công cuộc đấu tranh ấy. Vì vậy, việc xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, xây dựng một thế hệ thanh thiếu nhi vững vàng, đủ bản lĩnh để thực hiện thắng lợi là nhiệm vụ của đoàn và của toàn xã hội. Trên đây là bài thuyết trình của tôi về chủ đề Tuổi trẻ hiệp hòa sắt son niềm tin với Đảng. Cảm ơn các đồng chí đã chú ý lắng nghe.